Alo, Vinaphone, Vinasun hả em? Dạ phải ạ. À, chào em. À, anh gọi điện thoại mà anh không có bút xe mà anh hỏi một số việc về bên Vinasun được không em? Dạ. À, anh cảm ơn em hả? Em ơi, sáng sáng giờ đó anh thấy là biển Vinasun của mình. À, anh thấy sáng giờ taxi Vinasun mình nó có mấy cái khẩu hiệu về cái gì đó mà cái gì phản đối Uber với Grab đó em. Dạ, anh thấy Uber với Grab làm gì sai pháp luật với lại không đóng thuế hả em? Nghe xong tắt luôn rồi. Gọi lại nha. À, anh chào em. Dạ. À, em ơi, cho anh hỏi cái là anh nói chuyện điện thoại anh hỏi về thông tin Vinasun được không em? Nhưng mà anh không có bút xe, nó có làm phiền em không ạ? Dạ, có chuyện gì không anh? À, sáng đến giờ đó anh thấy Vinasun của mình á, nó có dán mấy cái dòng chữ ở phía sau đuôi phản đối Uber với Grab đó em. Anh giữ máy giùm em nha, để anh chuyển máy lên nói chuyện với quản lý giùm em ạ. Rồi, anh cảm ơn em nha. Dạ, giữ máy giùm em nha. Rồi, rồi, anh giữ máy nè. Mong quý khách sử dụng dịch vụ taxi Vinasun. Hiện nay có bị... Mình đang xem máy số 26 rồi. À, anh chào em. À, cho anh hỏi một số điều liên quan đến Vinasun mình đó em. À, anh thấy là sáng giờ bên Vinasun mình có để bản phản đối Uber với Grab em về vi phạm pháp luật với lại là không có đóng thuế kinh doanh đó em. Dạ. Cho anh hỏi thông tin này có chính xác không ạ? Hiện tại thì em cũng chưa nắm được cái thông tin mà chính xác cụ thể về cái sự việc này, thì bên em cũng đang theo dõi về những cái thông tin của anh em thôi. À vậy hả? Tại vì anh thấy có một số xe để và một số xe không để đó em. Thế là không biết là có phải là do chỉ thị của bên mình không hay là do các bác tài tự làm vậy em? Tại thì bên em cũng đang theo dõi cái thông tin này coi xuất phát từ đâu và bên em cũng chưa có thông tin cụ thể về vấn đề này, nên những thông tin bên em cũng đang chờ để tiếp nhận những thông tin hơn. Anh cảm ơn em. Nhưng mà em ơi, cho anh hỏi cái là mấy cái bác tài mà để những cái biển báo sau đít xe như vậy đó là có phải là của bên em không? Có phải Vinasun em không? Ở đây thì nếu mà chưa có xác định được cái thông tin số tài hoặc là về cá nhân lái xe đó thì em không có biết được, tại vì có nhiều doanh nghiệp ở thành phố có nhiều xe đã có hình dạng biểu hiện giống như xe của em. Cái cũng giống như vậy luôn, nên là em cũng chưa xác định được. Chưa xác định được em. Em cũng đang chờ những cái thông tin phản ánh về hoặc là cái ý kiến về đang tiếp nhận thôi. À vậy hả em? Đối khoảng nào ạ? Anh phản ánh về cái tình trạng vậy đó. Anh tưởng là cái này là chủ trương bên mình. Vậy là Vinasun không có chủ trương là dán sau cái đít xe là những cái biển phản đối Uber với Grab thôi em. Dạ. Cái này em xin lỗi là em đang tiếp chuyện với anh tên gì em mình. Anh tên Hải em ơi, em tên gì vậy em? Em tên Lâm Anh Hải, làm ở bộ phận nào vậy anh Hải? Dạ, anh làm nghề kinh doanh tự do thôi em. Dạ, nhưng mà anh thấy cái biển này sáng giờ anh thấy vậy anh thấy lạ, anh hỏi mình xem sao. Tại vì nếu mà vi phạm pháp luật là anh phản đối liền á, anh ủng hộ á. Dạ, chị này bên em cũng đang theo dõi những cái thông tin đó, thì nếu mà chăng có chăng á thì cũng những cái trào lưu giữa anh em tài xế giữa hai này hai kia không có nhau, và một số anh em lái xe có cái biểu hiện như vậy, thì ở đây bên em cũng đang chờ đợi tiếp nhận những cái thông tin ý kiến như vậy hay là những cái thông tin báo về để tụi em có xác thực được cái thông tin chính xác được. Anh cảm ơn em. Vậy là Vinasun mình không có chủ trương như vậy mà là do lỗi của các bác tài, các bác tự dán đúng không em? Dạ, thì hiện tại thì bên em chưa có thông tin nào về vấn đề này. Dạ hả? Nếu mà các bác tài tự dán mà không biết sao mà khẩu hiệu nó giống y như nhau luôn á, cái size kích cỡ nó giống y như nhau luôn á, hay quá ha. Chắc là có một người thủ lĩnh em ha. Vấn đề này bên em cũng không rõ, không biết nè. Không biết nữa hả? Rồi anh cảm ơn Lâm nhiều nha, tại vì anh hỏi thông tin thôi, anh tưởng là cái này là chủ trương bên mình. Vậy nha, có gì anh sẽ gửi hình ảnh qua bên em để phản ánh lại để cho bên em nắm rõ ha Lâm ha. Rồi anh cảm ơn em nhiều, anh chào em nha. Thông tin là Vinasun không có chủ trương nha các bạn. Cái này là do các bác tài tự phát thôi nha. Cái bạn Lâm ở bên tổng đài Vinasun trả lời như vậy. Và không biết vì sao mà các bác tài tự phát mà có thể đưa ra những cái khẩu hiệu và cái size chữ, kích cỡ chữ cũng như là màu sắc nó lại trùng nhau thế này. Nó lại trùng nhau đến như vậy. Rất là giống nhau ha.